Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, trước tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành phía Nam và thủ đô Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Những điểm sáng về sự hỗ trợ, tinh thần tương thân, tương ái một lần nữa tiếp tục lan tỏa tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Và hôm nay, 500 cán bộ nhân viên y tế của tỉnh Hưng Yên cũng mang tinh thần đó lên đường tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đến tặng hoa, động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn. 500 cán bộ y tế lên đường đợt này được huy động từ 10 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và 7 bệnh viện trên địa bàn tỉnh, gồm Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Tâm Thần Kinh, Bệnh viện Mắt Hưng Yên, Bệnh viện Hưng Hà và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Hầu hết trong đoàn đều là những y bác sĩ điều dưỡng trẻ có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn tốt. Gác lại những khó khăn vất vả và nỗi lo vì người thân gia đình, họ vẫn quyết tâm lên đường với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tất cả các anh chị em là rất là quyết tâm giúp đơn vị bạn để phòng chống dịch tốt và cũng chính là giúp cái phòng chống dịch của địa phương người dân được có cái sức khỏe tốt. Đoàn Hưng Yên hôm nay là các cán bộ, bác sĩ, y bác sĩ điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm là lực lòng cốt của ngành y tế tỉnh Hưng Yên nhận nhiệm vụ hỗ trợ tăng cường cho thành phố Hà Nội. Thứ nhất là đi lấy mẫu xét nghiệm cho toàn dân Hà Nội, thứ hai là tiêm vaccine để chiến thắng phòng chống dịch COVID vô hình. Giao nhiệm vụ cho đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn biểu dương tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của các cơ quan đơn vị và ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ y bác sĩ đã tình nguyện xung phong nơi tuyến đầu. Đồng chí nhấn mạnh các thành viên trong đoàn cần nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và tuân thủ tuyệt đối các quy định, quy trình về công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe của chính mình và đồng nghiệp, người dân thủ đô. Khi chuẩn bị cho công việc này thì bọn tôi đã được tập huấn rất là rõ ràng và bây giờ đang rất là cảm giác hào hứng và sẵn sàng lên đường. Đợt 4 này, đoàn cán bộ y tế tỉnh Hưng Yên lên đường với số lượng đông nhất nhằm hỗ trợ tại khu vực quận Hà Đông và huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Cùng với những kinh nghiệm chuyên môn vốn có, những kỹ năng đã được trang bị từ trước khi lên đường, hơn 500 cán bộ y tế của tỉnh Hưng Yên khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực, góp sức cùng thủ đô Hà Nội đẩy lùi, khống chế được dịch bệnh COVID-19. Hành động, nghĩa cử cao đẹp này cũng đồng thời chia sẻ và gánh vác những khó khăn, vất vả của những đồng nghiệp nơi tuyến đầu chống dịch, bảo vệ sức khỏe và sớm đưa đời sống người dân trở lại cuộc sống bình thường mới. Trước đó, tỉnh Hưng Yên cũng cử 56 cán bộ y bác sĩ hỗ trợ điều trị tham gia phòng chống dịch giúp các tỉnh bạn gồm Bắc Giang, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.